Chúng ta là những mảnh linh hồn không trọn vẹn, phiêu du lãng đãng trong cuộc sống bon chen đầy cô độc nơi trần thế. Vậy nên khi gặp được nhau, hãy luôn trân trọng, hãy luôn hài lòng, hãy luôn nhớ tại sao ta lại đến với nhau, hãy luôn nhớ tại sao ta lại bắt đầu, hãy luôn nhớ ta đã cùng bên nhau mơ ước điều gì, mong muốn điều chi. Chúng ta yêu không phải để hành hạ nhau về mặt cảm xúc, không phải để dằn vặt nhau về mặt tinh thần. Yêu không phải để cãi vã, không phải để chì chiết, không phải để gây sự, không phải để bắt những lỗi lầm nhỏ nhặt, không phải để hả hê khi thấy người mình yêu nghẹn lời đầy chán nản. Học cách bao dung, học cách nhường nhịn, hãy học cách bỏ qua những thứ nhỏ nhặt tầm thường không đáng để bận tâm. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, vậy nên hãy coi việc mình phải khiến cho tâm tính mình rộng rãi, tấm lòng của mình bao la với người mình yêu như một cái giá phải trả cho cái đích lớn lao là sự hạnh phúc hoàn mỹ, ngọt ngào, viên mãn và viên dung. Phải cảm ơn tất cả những sản phẩm của Mina Beauty đã tài trợ cho làn da này của mình. Đi đến đâu là như gắn thêm cái đèn neon phát sáng đến đó với làn da trắng như sứ, mịn màng và trắng bóc. Làn da vóc dáng, nhất dáng nhì da, nó sẽ giúp cho bạn trẻ, khỏe và yêu đời hơn rất nhiều. Muốn dưỡng da mặt, da body trắng trẻo, căng mịn thì liên hệ Nga ngay nhé.